quan chức Mỹ đã lo ngại chỉ một tên lửa hoặc máy bay không người lái UAV bắn trúng và khiến nhiều người Israel thiệt mạng, Trung Đông có thể chìm trong biển lửa. Vì vậy, khi các lực lượng Israel và Mỹ với sự giúp đỡ của Anh, Pháp và các đồng minh Ả Rập tạo được lớp phòng thủ gần như hoàn hảo, bắn chặn thành công 99% trong tổng số hơn 350 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV do Iran phóng về phía Israel lúc rạng sáng ngày 14 tháng 4. Họ coi đây không chỉ là một kỳ tích quân sự và ngoại giao, mà còn là một chiến thắng lớn cho nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột ở Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo báo New York Times, việc bảo vệ thành công Israel là kết quả của 10 ngày phối hợp ngoại giao và quân sự căng thẳng của chính quyền Biden, cũng như nỗ lực xây dựng các mối quan hệ an ninh khắp khu vực của các chính quyền Mỹ tiền nhiệm trong nhiều năm. Jordan, quốc gia luôn chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas của Israel ở dải Gaza, đã bắn hạ các UAV của Iran bay qua lãnh thổ của nước này trên đường tới Israel. Một khẩu đội phòng không Patriot của Mỹ đặt tại Iraq đã phá hủy tên lửa đạn đạo của Iran di chuyển qua không phận quốc gia Trung Đông này. Ở một số khía cạnh, sự hợp tác lớn hơn chống Iran là kết quả của nền chính trị đang thay đổi trong khu vực. Được minh họa bằng Hiệp định Abraham ký kết dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó các quốc gia Ả Rập như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel lần đầu tiên. Chính quyền Biden đã cố gắng kéo Ả Rập Xê Út tham gia hiệp định. Dù chưa đạt thỏa thuận nào, nhưng các lãnh đạo Riyadh đã sẵn sàng xây dựng quan hệ với Tel Aviv một phần vì chung hiềm khích với Tehran. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ca ngợi đây là thành công ngoạn mục, chứng tỏ một Israel mạnh hơn, một Iran yếu hơn và một liên minh đối tác thống nhất hơn. Ông Kirby nói đó là kết cục Tehran không mong muốn. Ông đồng thời phủ nhận các đồn đoán cho rằng Tehran thực sự không muốn gây tổn hại lớn cho Israel nên đã báo trước cho các nước láng giềng và Mỹ để biết về thời gian và mục tiêu tấn công. Washington hiện hy vọng những diễn biến cuối tuần qua có thể đủ giúp cả ba người chơi chính tuyên bố chiến thắng và rời đi. Iran có thể yêu cầu được minh oan vì tấn công trả đũa vụ tập kích của Israel vào đại sứ quán nước này ở Damascus, Syria hồi đầu tháng 4. Israel đã cho thế giới thấy quân đội của họ quá đáng gờm để thách thức và Iran bất lực trước họ. Và Mỹ đã giữ cho khu vực này không chìm trong bạo lực thêm một ngày nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể không diễn ra theo cách đó. Thay vì hài lòng với chiến thắng như hiện tại, các quan chức chính phủ và lãnh đạo quân đội Israel hôm ngày 15 tháng 4 tuyên bố sẽ đáp trả Iran dù không nói rõ khi nào hay bằng cách nào. Các cố vấn của ông Biden đang theo dõi chặt tình hình để xem điều gì sắp xảy ra. Theo giới phân tích, một cuộc tấn công mạng ít gây chú ý hơn hoặc một hành động quân sự rõ ràng nhưng có giới hạn có thể thỏa mãn mong muốn của Tel Aviv trong việc tái thiết lập khả năng răn đe mà không kích động Tehran bắn trả lần nữa. Ngược lại, một cuộc tấn công diện rộng và trực diện hơn vào đất Iran có thể khiến Tehran phản kích, kéo theo nguy cơ xung đột bùng nổ thành một cuộc chiến kéo dài ngày càng nguy hiểm. Laura Blumenfeld, cựu cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là chuyên gia phân tích Trung Đông tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp Johns Hopkins, đánh giá ông Biden đã làm được điều tốt nhất cuối tuần trước và cuộc trình diễn phòng thủ trên không do Mỹ dẫn đầu cùng các đối tác châu Âu và Ả Rập giống như đoạn giới thiệu phim hành động về một liên minh phòng không mới ở Trung Đông. Song, bà Blumenfeld lưu ý mối đe dọa vẫn trực chờ vì lực lượng phòng vệ Israel IDF chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng Iran. Một số nhà phân tích khác lại nhận định ông Biden đã tính toán sai. Họ lập luận, nỗ lực tránh leo thang của ông có thể kích hoạt sự leo thang khác thay vào đó. Vì Tehran và các kẻ thù khác của Israel đã thấy cơ hội khai thác những bất đồng ngày càng công khai giữa Washington và Tel Aviv về chiến dịch chống Hamas của IDF ở dải Gaza. Nhận thức về sự chia rẽ này có thể là nguyên nhân khiến Iran thực hiện bước đi chưa từng có là tấn công trực tiếp vào Israel. Việc ngăn chặn các cuộc tấn công sau khi chúng bắt đầu không giống việc ngăn cản chúng diễn ra. Nếu đội ngũ của ông Biden một lần nữa tìm cách tạo ra khoảng trống giữa họ và Israel, điều đó sẽ gây ra thêm xung đột. Ray Takei, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại Mỹ bình luận, bản thân ông Biden phát biểu rất ít về vụ Iran tấn công Israel. Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đã đánh bại cuộc tấn công đó. Ông Biden tuyên bố ngắn gọn tại Nhà Trắng hôm ngày 15 tháng 4, Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Israel. Phần đông các nhà quan sát nhất trí rằng đụng độ mới bùng phát giữa Israel-Iran đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột ở Gaza vào đúng thời điểm ông Biden bắt đầu gây áp lực buộc Thủ tướng Israel phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt đau khổ cho dân thường Palestine trong khu vực. Theo Shibley Tenhami, một học giả về Trung Đông tại Đại học Maryland, Thủ tướng Israel có thể muốn kéo dài căng thẳng với Tehran, vừa để đánh lạc hướng chú ý khỏi thảm họa nhân đạo ở Gaza, vừa như một cách chuyển trọng tâm sang một vấn đề mà ông ấy có khả năng nhận được sự đồng cảm của Mỹ và phương Tây hơn.
Học giả này tin, thành công cuối tuần qua không thể bù đắp được thiệt hại do thất bại chiến lược của Mỹ trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở Gaza. Tuy nhiên, Natasat, Giám đốc Trung tâm Chính sách Trung Đông thuộc Viện Brookings ở Washington cho rằng việc ngăn chặn xung đột lớn hơn ở Trung Đông không phải là vấn đề dễ dàng, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông Sat nhấn mạnh, Tổng thống Biden xứng đáng được ngợi khen về thành công bước đầu trong việc kiểm soát xung đột Israel-Iran. Song, chuyên gia này thừa nhận Trung Đông vẫn đang ở tình thế nguy hiểm bất thường và khủng hoảng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ một hành động trả đũa nào của Israel đối với Iran. Hãng Reuters đưa tin mối nguy về một cuộc chiến công khai nổ ra giữa hai nước vốn là kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông và việc Mỹ có thể bị kéo vào cuộc đã khiến khu vực rơi vào tình thế nguy hiểm, làm dấy lên những lời kêu gọi kiềm chế từ các cường quốc trên toàn cầu và từ các quốc gia Ả Rập. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã nói với Thủ tướng Israel rằng Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhằm đáp trả Iran về đợt tấn công lớn đêm ngày 13 tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã nói chuyện với các đối tác ở Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang, nêu tầm quan trọng của việc phối hợp phản ứng ngoại giao và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel về quốc phòng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tránh đưa ra bình luận công khai về cuộc tấn công của Iran vào Israel là nhằm giảm căng thẳng và ngăn những chỉ trích trong nước về xung đột ở Gaza. Đây là chia sẻ từ các trợ lý của ông Biden với tờ Politico. Giới chức Nhà Trắng nói với Politico rằng Mỹ nằm trong số các quốc gia giúp bảo vệ Israel và cam kết tiếp tục hỗ trợ, dù ông Biden không đưa ra bình luận công khai. Đây là nỗ lực ngăn chặn tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang hơn nữa. Cũng theo Politico, một số cố vấn của Tổng thống Biden hy vọng cuộc tấn công của Iran có thể giúp họ tạm thời thoát khỏi sự chỉ trích từ một số thành viên Đảng Dân Chủ, những người không đồng tình với phản ứng của Washington liên quan tới xung đột ở dải Gaza. Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở dải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng hồi tháng 10 năm 2023. Nhiều cử tri trẻ ở Mỹ đã cáo buộc ông Biden không kiểm soát được Israel. Theo giới quan chức y tế Palestine, số người thiệt mạng ở Gaza đã vượt quá 33.000 người do hành động tấn công của Israel. Trước vụ tấn công của Iran vào Israel ngày 14 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận định Iran sẽ tấn công Israel sớm hơn. Khi được báo chí hỏi về thông điệp muốn gửi tới Iran, ông Biden đáp đơn giản, đừng làm như vậy và nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Israel. Chúng tôi nhất quyết sẽ bảo vệ và ủng hộ Israel. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công. Theo Reuters, ông Biden tuyên bố không tiết lộ thông tin mật, nhưng dự đoán một cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel có thể đến sớm hơn thay vì muộn hơn.